Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 nhé. Thì các em nắm cho thầy một cái kiến thức như sau. Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2 hoặc là 3 chữ số vân vân. Thì tương ứng với số chữ số 0 ở số 10, số 100, số 1000 nhé em. Bây giờ chúng ta cùng vào ví dụ nhé. Ví dụ 1 nhân nhẩm. Ya 3,02 nhân với 10 thì chúng mình đang thấy dấu phẩy ở đây đúng không? Ở sau số 3. Bây giờ nhân với 10 thì ta thấy là 10 có một chữ số 0, vậy thì ta sẽ dịch dấu phẩy của cái số này sang bên phải một chữ số. Mình sẽ được kết quả là bao nhiêu? 30,2. Đó, các em đã hiểu cách làm chưa? Là tương tự nào. 4,82 nhân với lại 100. Ta thấy rằng 100 là số có 2 chữ số 0 này. Vậy số 4,82 khi dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số ta sẽ được gì nhỉ? Đây, để sẽ nhát cho các em xem. 4,82 dịch dấu phẩy một chữ số này, dịch dấu phẩy hai chữ số thì mình sẽ được là gì nhỉ? À, mình sẽ được là 482, xong dấu phẩy ở đây đúng không? Dấu phẩy ở đây thì bản chất là dấu phẩy ở đây chính là 482,0, nhưng chúng ta có thể loại bỏ số 0 này đi bởi vì chữ số tận cùng ở chữ số 0 ấy, ở phần thập phân ấy nó không có giá trị gì cả. Nó chỉ là 482 thôi. Mình sẽ viết là 482. Rồi tương tự như vậy, 6,245 nhân với 1000. 1000 nó có 3 chữ số 0. Như vậy nhân với 1000 ta sẽ dịch dấu phẩy của cái số này sang bên phải 3 chữ số thì nó vừa tròn là vừa được là 6245. Đấy, tức là lúc nhân này nó sẽ trở thành số tự nhiên các em ạ, ở hai ý này. Tiếp đến 2,8 nhân 10. Dịch nhân với 10 thì mình dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số ta sẽ được là 28,0 đúng không? Thì nó sẽ chính là 28 đấy em ạ. 4,6 nhân với 100. À, cái đoạn này thì nhiều bạn bị nhầm này. 4,6 nhân với 100. Thì các em có thể hiểu chính bằng gì nhỉ? À, có thể hiểu chính là 4,60 nhân với 100. Đến đây nó có 2 chữ số phần thập phân rồi, mình sẽ dịch sang bên phải 2 chữ số. Nó sẽ là 460 các em ạ. Kết quả là 460. Tương tự như thế, 7,23 nhân với 1000. Thì đây, các em có thể viết ra nháp. 7,23 nhân với 1000. Thì nó sẽ chẳng qua chính là bằng 7,230 nhân với 1000. À, thầy viết như vậy để các em dễ dàng ra dịch cái dấu phẩy sang bên phải mấy chữ số nhỉ? À, 3 chữ số, 1, 2, 3. Thì mình sẽ được là 7,230 các em nhé. Ở tiếp đến là ý C. 1,988 nhân với 10. Nhân với 10 thì mình sẽ dịch dấu phẩy của cái số này sang bên phải một chữ số sang bên phải nhé. Thì ta sẽ được là 19,88. Tiếp tục nào. 23,5 nhân với 100 thì mình có thể hiểu chính là gì? Chính là 23,50 nhân với 100. Thì bây giờ mình sẽ dịch dấu phẩy của cái số này sang bên phải hai chữ số thì ta sẽ ra được kết quả là 2350 đấy các em ạ. Tiếp theo là 41,27 nhân với lại 1000. Thì đây chúng ta dịch dấu phẩy sang bên phải ba chữ số ta sẽ được là 41,270. À, nếu như nhiều bạn vẫn chưa hiểu ra thì thầy sẽ viết ra nhá như thế này cho các em. Ở đây chẳng qua sẽ chính bằng là 41,270 nhân với 1000 thì đây là quen thuộc rồi. Thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 3 chữ số 123 thì nó sẽ ra được là 41,270 các em nhé. Chuyển sang ví dụ số 2 nhân nhẩm. Ya 5,18 nhân với 10. Dịch dấu phẩy sang bên phải một chữ số thì mình sẽ ra được là 51,8. 12,09 nhân với 100, dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số ta sẽ được 1209. 73,008 nhân với 1000 thì mình dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 3 chữ số thì ta sẽ được 73,008. Tiếp theo ý B, 7,2 nhân với 10 thì ta sẽ dịch dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số, tức là nó sẽ ra 72. 8,05 nhân với 100 thì mình sẽ dịch dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số, ta sẽ được là bao nhiêu nhỉ? 805. Tiếp đến là 6,24 nhân với 1000 thì ở đây các em có thể hiểu như sau. Nó sẽ chính bằng là 6,240 nhân với lại 1000 thì nó sẽ bằng gì nhỉ? 6,240 các em ạ. Dịch dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số mà đúng không? Ý C, 4,06 nhân với 10 thì mình sẽ dịch dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số ta sẽ ra được là 40,6. Tiếp tục, 5,666 nhân với 100. Mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 2 chữ số thì ta sẽ ra được là 566,6. 41,79 nhân với 1000 thì em có thể viết ra nháp như sau. Ở đây nó sẽ chính bằng là 41,790 nhân với lại 1000. Khi một số thập phân chúng ta viết thêm các chữ số 0 ở bên ngoài cùng phần thập phân ấy thì nó vẫn bằng cái số lúc đầu, các em hiểu chưa?
Nhân với 1.000 thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 3 chữ số 1, 2, 3. Em sẽ ra được là 41.790 các em ạ. Chuyển sang ví dụ số 3, nhân nhẩm. Ý A, 2.466 nhân với 10 thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 1 chữ số. Ta sẽ được là 24.66. Tiếp tục, 4.87 nhân với 100 thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 2 chữ số. Thì ta sẽ được tương ứng là 487. 6.205 nhân với 1.000, ta dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 3 chữ số thì em sẽ ra được là 6.205. Tiếp theo, 0.12 nhân với 10. Ở đây này các em để ý kỹ, nhiều bạn cũng sẽ bị nhầm đoạn này. Thầy viết tay nháp cho em xem. 0.12 nhân với 10, theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ dịch dấu phẩy của cái số này sang bên phải 1 chữ số đúng không? Thì nó sẽ ra là bằng gì nhỉ? Sẽ ra được 0.1.2 như thế này đúng không em? Thì 0.1.2 thì cái chữ số 0 bên trái này nó không có giá trị gì cả, thì nó sẽ viết gọn là thành 1.2 thôi. Em hiểu chưa nhỉ? Vậy ta sẽ viết kết quả là bằng 1.2. Tương tự như vậy, 0.35 nhân với 100 thì mình sẽ dịch dấu phẩy của số này sang bên phải 2 chữ số 1.2, ta sẽ được là 0.35 đúng không em? 0.35 thì chính là gì nhỉ? Chính là bằng 35 viết gọn lại. Em hiểu chưa? Tiếp đến là 0.186 nhân với lại 1.000 thì em cũng dịch dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Thì em sẽ được gì nhỉ? 1, 2, 3 dịch sang ta sẽ được là 0186 đúng không? Chữ số 0 bên trái của cái phần nguyên này, của số tự nhiên này nó không có giá trị. Nó sẽ chỉ còn lại là 186 thôi. Tương tự như thế chúng mình chuyển sang ý C. 0.168 nhân với 10 dịch dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số. Em sẽ ra được là 1.68. 0.025 nhân với lại 100 thì em cũng dịch dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số. Ta dịch là 1.2 này. Vậy nó sẽ ra bằng gì? 0.02.5. Các em đồng ý chưa? Thì 2 chữ số 0 bên trái phần nguyên này nó không có giá trị gì cả. Nó sẽ chỉ còn lại là 2.5 thôi. Cuối cùng, 0.036 nhân với 1.000 dịch dấu phẩy sang bên trái, sang bên phải nhé. Dịch dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số, em sẽ ra được là 36 các em ạ. 0.036 chính là 36. Em thân mến, vậy là thầy cho mình đã làm xong 3 ví dụ liên quan đến phần nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1.000. Thầy chúc các em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.